Trường Tương Tư, từ niềm tự hào đến sự hổ thẹn trong cộng đồng fan của diễn viên. Phần 1 lên sóng đáng xem bao nhiêu, phần 2 tạp nham ngớ ngẩn bấy nhiêu. Ủa? Gì vậy? Phan Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ đồng loạt mong cầu nhân vật của idol đi lãnh cơm hộp sớm. Ủa gì vậy? Dương Tử trở thành đại mỹ nữ bị chờ ê nhất màn ảnh hoa ngữ khi không ai thèm ghép cặp. Loạt tình tiết chấn động cùng màn hóa trang như Halloween khiến khán giả càng xem càng cạn lời. Không còn là ngựa chiến mùa hè năm nay, Trường Tương Tư từ bộ phim được kỳ vọng rất cao, giờ rớt xuống đáy vì cách xây dựng tình tiết phim đầy ngớ ngẩn của biên kịch kiêm tác giả. Thêm vào đó, màn hóa trang dành cho các nhân vật, nhan sắc được tung hô quá mức của Dương Tử cũng khiến người xem dần dần bỏ ngang. Còn nhớ năm ngoái, Trường Tương Tư phần 1 lên sóng đã khiến fan của các diễn viên nở mặt nở mày. Từ Đặng Vi, Trương Văn Ý, Đàn Kiện Thứ, Vương Hoàng Nghị đều hot lên trông thấy, còn Dương Tử cũng có được đề cử Bạch Ngọc Lan nhờ vai nữ chính của Trường Tương Tư. Phải nói rằng nội dung của phần 1 khá ổn, khi Tiểu Yêu lúc này đang trong quá trình tìm lại thân phận của mình và tình tiết của phim còn khá hợp lý, lôi cuốn. Tuy nhiên, một năm sau khi Trường Tương Tư lên sóng phần 2 thì mọi chuyện đã khác. Ai cũng rất háo hức đợi ngày chiếu, song sau gần nửa chặng đường thì khán giả chịu hết nổi bởi những tình tiết phi logic, thậm chí có phần ngớ ngẩn của biên kịch. Nhiều fan nguyên tác nhận ra, Trường Tương Tư mà họ đang xem không phải Trường Tương Tư do Đồng Hoa sáng tác, dù cho tác giả là biên kịch của bộ phim này. Rất nhiều tình tiết mà trên truyện cực ổn áp, chỉ cần bê nguyên vào là được nhưng mẹ đẻ Đồng Hoa lại không chịu. Một hai phải cải biên để thêm đất diễn cho người này người kia, đồng thời gây ức chế cho khán giả. Trên mạng xã hội, từ khóa ma cải hiện đang được gắn liền với Trường Tương Tư phần 2, ngụ ý bộ phim này đang cải biên quá mức, khiến nguyên tắc lên phim trở nên nát bét. Ví như một tình tiết đáng chú ý trên truyện, đó là nhân vật của Dương Tử cùng Đặng Vi đến bái lại cha mẹ của Tiểu Yêu, được bậc sinh thành đồng ý cho kết duyên. Cuối cùng lên phim lại thành nhân vật của Dương Tử và Trương Vãn Ý bái lại, còn thêm một tương liễu của Đàn Kiện Thứ tới góp vui. Cũng bái lại như thật, còn nhân vật chính trong phân cảnh này là Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi thì đứng ngoài rìa. Ngay đến tình tiết Tiểu Yêu nhận mẹ cũng là Dương Tử cố gắng can thiệp để giữ lại, bằng không cả đoàn phim lẫn tác giả đều sẽ cho bay màu cảnh quay đầy xúc động này. Mặc dù đã giữ lại, nhưng bối cảnh lại không hề như nguyên tắc, khiến người xem sau đó phải edit lại, thêm hiệu ứng cho giống với cốt truyện. Quá thất vọng trước bộ phim ngày một xuống dốc, người hâm mộ của các diễn viên giờ chỉ một lòng mong cho idol mình sớm đi lãnh cơm hộp. Fan của Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi đều tỏ ý muốn nhân vật Tương Liễu và Đồ Sơn Cảnh sớm bay màu, đỡ bị gắn ghép với Dương Tử, mà cũng đỡ bị các tình tiết ngớ ngẩn của phim làm hại. Riêng fan của Đàn Kiện Thứ còn rất chê cái cách phim xây dựng tình tiết nụ hôn Bluetooth, khi mà Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh hôn nhau thì anh lại cảm nhận được, thực không hiểu biên kịch nghĩ gì. Dương Tử cũng thực sự đáng thương khi đóng bộ phim này. Năm ngoái, phim hay thì tung hô cô, năm nay phim giờ liền ụp nồi không gánh được tác phẩm. Nhan sắc là điểm yếu, cũng là điểm khiến nữ diễn viên bị chờ ê khá nhiều. Fan các nam diễn viên cũng đồng loạt từ chối đẩy thuyền cô với idol. Cuối cùng, một điểm trừ cực lớn nữa ở Trường Tương Tư, đó là đội make up. Dương Tử bị cho là make up quá đậm, đến mức cứng đơ cả gương mặt. Có những nhân vật phải đóng vai giả thì hóa trang vô cùng giả chân, thậm chí có chút đáng sợ, như đang cosplay đi Halloween chứ chẳng phải đóng phim.